Xin chào cả nhà nhé. Đây là đồi cổ sữa NLT01 bên mình trồng đấy. Cái này bên mình đã nhân giống ra và đã ok rồi. Hãy các bạn xem một bụi của cỏ và phát triển tốt như thế này nhé. Còn hiện tại là bên mình đang thu hoạch đấy. Đây là lá của nó, xong mình cắt ra. Nhưng hôm nay gọi là hôm loại. Cái này là không lấy được. Bên mình gửi đi thì phải chọn hôm chất lượng để gửi đi cho khách hàng nhé. Đấy. Các bạn xem cỏ rất là tốt. Đấy. Hiện tại thì bên mình nó còn cắt. Đấy nhá. Các bạn xem nhá. Đấy. Lá của cỏ rất là lớn, rất là ok. Đây, hôm giống đặt chất lượng đây. Thế mình cắt chặt ra từng khúc thế này để gửi đi cho khách hàng nhé. Rồi, rất ok nhé. Đảm bảo thì điểm này bấm tốt. Cái này là một số hôm mà bên mình trồng sen canh vào này. Đấy, trồng sen canh vào để cho nó nảy mầm. Hôm trước là lần đầu tiên với mình trồng là nó này mầm hơi thưa, chưa đúng kỹ thuật. Và kỹ thuật trồng cẩm như thế này thì nó này mầm nó tốt hơn. Hôm trước là với mình trồng nằm. Trồng nằm là có nghĩa là mình lấp đất hết hom cỏ ấy. Nhưng mà sau đợt này thì trồng với mình phát hiện ra là trồng cẩm thế này là tỷ lệ cỏ này mầm nó tốt hơn. Các bạn có thể đây. Thế là cỏ sau khi mình trồng sen vào là nó lại mầm lên đấy. Đấy. Còn đây là cỏ đã phát triển rồi. Đấy. Các bạn thấy thân này, lá cỏ rất là lớn. Hiện tại thì bên mình không có nhiều giống này đâu. Nếu là bạn nào đặt hàng sớm thì sẽ có hàng để gửi đi cho tất cả các bạn nhé. Có thể trong vòng 1-2 ngày nữa là bên mình sẽ tạm dừng nhận đơn hàng giống này. Đấy, đây là vườn này. Bạn nào muốn biết thêm thông tin chi tiết thì có thể là gọi điện theo số điện thoại tại phần mô tả video nhé. Hoặc là bình luận dưới video này nhé. Sẽ có nhân viên bên mình là tư vấn cho tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhé.